là có nghĩa là mình nói đơn giản các bạn dễ hiểu nè. Khi đi vô vòng xoay thì các bạn bật xi nhan bên trái, khi vô giữa vòng xoay thì các bạn muốn ra thì bật xi nhan bên phải. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại ủng hộ kênh xe đầu kéo nha. Thì hôm nay đi trên đường cũng thông thoáng quý anh chị. Thì trước tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người hôm nay là ngày cuối tuần, cũng thứ bảy, ngày 24 tháng 4 ha. Thì chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm bên gia đình và người thân nha. Rồi, đi xíu nữa là chết rồi, thấy không quý vị? Xe Honda nó qua đường quá là nguy hiểm. Rồi xe khách nó tấp vô luôn cho nó đánh, đánh đỏ xào. Quá nguy hiểm luôn. Mình đó lái xe là mình phải phán đoán gì á quý vị. Thì mình thấy cái gì là mình phải phán đoán, mình phải liếc ngang gương chiếu hậu, mình lách liền. Chứ còn cái trường hợp đó nếu mà mình không phán đoán được tình huống sớm á, thì mình đi thẳng, mình vẫn đi thẳng, mình không nhường cho xe khách nó có đường nó thoát ra thì nó sẽ đẩy cái xe máy liền quý vị các bạn. Một là đẩy xe máy, còn hai nữa là nó sẽ giật lái đánh qua bên phía xe của mình, là gây ra ảnh hưởng tới mình nữa quý vị. Nên chạy xe trên đường mình phải tâm lý và mình phải hiểu ý và phán đoán tình huống cho nó thật là bén ha quý vị ha. Rồi mình xin quay lại câu chuyện là chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công cuộc sống. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về câu chuyện mà cái đèn cảnh báo khẩn cấp đó, gọi là cái đèn đôi đó quý vị. Có nhiều người gọi cái đèn đó là đèn ưu tiên. Có nhiều anh em là nhắn tin kêu mình làm cái clip để truyền đạt tới cho nhiều người. Thì mình làm clip này thì mình cũng mong tất cả anh em mà xem được clip thì chia sẻ cho nhiều người cùng biết để sử dụng cái đèn đó đo cho nó đúng theo quy định, đúng theo cái ý nghĩa của nó ha, quý anh chị và các bạn. Thì cũng rất mong được sự chia sẻ của mọi người đến với tất cả cộng đồng về cái ý nghĩa của cái đèn cảnh báo đèn đôi đó, đèn cảnh báo nguy hiểm khẩn cấp này. Đi như thế nào cho đúng khi đi qua vòng xuyến, thì nên bật đèn như thế nào và khi nào thì sử dụng cái đèn cảnh báo khẩn cấp đó. Thì để đi thẳng vô câu chuyện thì mình cũng xin trình bày cái ý nghĩa của cái đèn đôi đó là để dùng trong trường hợp khẩn cấp, hoặc khi mình đậu đổ ban đêm, hoặc là mình gặp trời mưa to, hay là xe mình có sự cố gì đó mà mình không thể chạy nhanh. Mình chạy chậm thì mình ép sát lại bên phải, mình ép sát lại phải, mình bật cái đèn cảnh báo nguy hiểm đó lên để mọi người biết được là cái xe mình có sự cố gì đó, hoặc là mình đang dừng đổ ở những nơi đông người, hoặc là dừng đổ bên lề đường, hoặc là những trong khu đông dân cư. Nói chung là khi dừng đổ mình bật cái đèn cả đôi đó, cảnh báo đó lên để cho xe ở sau họ thấy. Đi tới họ thấy họ sẽ có hướng giải quyết xử lý ha. Rồi cái nữa thì khi đi trời mưa quá to đó quý anh chị các bạn, mưa to thì mình nên bật đèn cảnh báo nguy hiểm lên, mình chạy với tốc độ thấp và kèm thêm nữa là bật đèn đờ mi là cái trong cái công tắc đèn đó, mình bật một cái thôi, một nắp thôi, gọi là bật đèn đờ mi, đèn đậu đó, đèn đậu ban đêm đó. Thì cái này là mình cũng xin nói luôn là mình chia sẻ cho những anh em mới lấy bằng lái ra mà chưa có biết cái ý nghĩa của nó ha. Đôi khi học ở trong trường thì thầy cô người ta không có thời gian để người ta chỉ hướng dẫn cho các bạn nhiều về cái vấn đề cái đèn, cái ý nghĩa của cái đèn đó. Còn về nói tới vấn đề đi vô vòng xuyến, đi vô bồng binh thì đi như thế nào cho nó đúng, thì mình xin trình bày và giải thích theo như mình hiểu biết được, thì bao nhiêu thì mình giải thích cho anh em bấy nhiêu. Còn mà có anh em nào mà có ý kiến gì thêm thì bình luận ở dưới video, góp ý thêm cho mình và mọi người cùng tham khảo ha.
Rồi mình xin nói là khi đi vô trong vòng binh đó, đi vào vòng binh hoặc là có người gọi là vòng xuyến đó, thì nếu mình rẽ cái hướng phải đầu tiên, mình rẽ qua cái hướng phải đầu tiên thì mình bật cái đèn bên phải, mình rẽ luôn cái hướng phải đầu tiên ha quý vị và anh bà các bạn. Còn khi mình đi thẳng thì là mình bật xi nhan bên trái ha, rồi khi ra là mình bật xi nhan bên phải khi đi vô một bên, chứ không có bật đèn đôi ha. Bật các bạn là đi như vậy là không đúng luật, là phạm luật. Nếu mà cảnh sát công an đang đứng khu vực gần đó thì các bạn là bị sẽ bắt lỗi đi không có tín hiệu xi nhan ha. Là có nghĩa là mình nói đơn giản các bạn dễ hiểu nè, khi đi vô vòng xoay thì các bạn bật xi nhan bên trái, khi vô giữa vòng xoay thì các bạn muốn ra thì bật xi nhan bên phải, còn các bạn muốn quay đầu trong đi vô vòng xoay mà các bạn muốn quay ngược đầu xe lại đó, thì các bạn đi cái len đó. Mình mé bên trái á, mình mé trái mình là các bạn quay đầu ngược lại, thì các bạn chỉ để xi nhan trái, các bạn ra tới quay ngược lại cái đầu cái hướng ban đầu của mình á, thì bật xi nhan phải. Có nghĩa nguyên tắc của nó là vô các bạn bật trái, ra các bạn bật phải ha. Cái đó là khi mà đi trong vòng bên, các bạn đi vô vòng bên các bạn cứ bật đèn đôi lên á, là các bạn cứ nghĩ đó là cái đèn ưu tiên thì các bạn đi thẳng các bạn bật đèn ưu tiên, đó là không đúng, là sai quy định ha. Nếu mà có cảnh sát giao thông mà sau này có camera, lắp camera giao thông á, thì các bạn sẽ bị bắt cái lỗi là không có tín hiệu xi nhan, xin chuyển hướng đường đó. Rồi chứ không phải là sử dụng cái đèn ưu tiên đó để các bạn đi đường thẳng. Cái đèn ưu tiên là chỉ để như mình nói ngay hồi nãy lúc đầu á, để đậu xe mình cảnh báo là xe mình có sự cố nè, hoặc là đi trời mưa nè, đó nó nhiều dân dân và dân dân là như trong đoạn đầu clip mình nói rồi. Còn cái đoạn thứ hai thì nói về đi làm sao cho nó đúng, là sử dụng đèn làm sao cho nó đúng khi vô dùng và say, thì cũng như mình trình bày ở trên, thì nói chung là cái gì mình biết được thì mình chia sẻ cho anh em, để sau này mà có camera giao thông thì đỡ bị phạt và đỡ phải ra ngoài đường bị những anh em tài xế đi sau mình họ phàn nàn. Còn để mình trình bày về cái vấn đề mà xe đầu kéo tại sao đi vô một bên hay bật cái đèn đôi, đèn cảnh báo nguy hiểm lên, không phải là họ không biết. Cái đa số anh em tài xế đầu kéo thì có một số ít người ta nghĩ cái đó là đèn ưu tiên, nhưng mà cũng có người ta biết là cái đèn đó là đèn cảnh báo nguy hiểm. Nên các bạn biết sao, không phải là mình biện minh mình lái xe đầu kéo mà mình biện minh biện ngụy biện cho cái đi không đúng luật. Nhưng mà thường thì mình không có đi đôi đèn đôi, nhưng mà đa số các anh đầu kéo thường đi vô bồng binh là đi đèn đôi. Tại vì các bạn hiểu, khi xe đầu kéo mà vô bồng binh á, thì thường á, đa số cái bồng binh nào cũng vậy, là nó sẽ đi về hướng bên trái, thì bên phải thì cái gương chiếu hậu nó không dòm thấy cái thân xe bên phải. Đôi khi có một số anh chị em đi xe du lịch á, thì đi vô hoặc là xe máy á, đi vô trong cái điểm mù của xe đầu kéo, cho nên á, những cái trường hợp mà va chạm giao thông xảy ra thường nó nằm ở trong những cái vòng xoay, vòng xuyến và bồng binh á, giữa xe đầu kéo với xe ô tô con đó, thì đa số là những trường hợp va chạm đó là toàn là đầu kéo với ô tô con với xe tải. Tại vì cái điểm mù của xe tải càng cao, cái xe càng cao thì cái điểm mù của nó càng nhiều, cho nên họ anh em tài xế xe công xe tải họ thường bật cái đèn ưu tiên để làm gì, để cái đèn cảnh báo đó, cái đèn đôi đó để cho họ cảnh báo nguy hiểm, các bạn đừng có áp sát vô trong cái thân xe của họ không thấy một bên đó. Cái xe tải á, nó một thân ha các bạn, thì đôi khi có thể quan sát được các bạn đang cặp không. Còn cái xe đầu kéo á, là nó hai thân, thì các bạn bẻ lái qua bên mé bên tài á, thì ôm vòng xoay á, vòng xuyến á, thì nó sẽ mất tầm nhìn của cái gương chiếu hậu, nó không kiểm soát, tài xế họ không kiểm soát được các bạn ở bên hông qua gương chiếu hậu bên phải ha. Thì mình cũng giải thích thêm cho các bạn nghe và hiểu và thông cảm. Thì mình cũng rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và tham khảo. Nếu mọi người thấy đúng thì hãy chia sẻ cho mọi người, tất cả anh em trên cộng đồng tài xế
biết được cái ý nghĩa của cái đèn đôi cảnh báo nguy hiểm khẩn cấp đó ha. Rồi xin chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nếu thấy hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ video. Nếu có ý kiến gì đóng góp thêm thì hãy vui lòng bình luận ở dưới video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp nha. Rồi bye bye mọi người.